Chúng ta sẽ tiếp tục với câu 2. Hiển thị tất cả các mặt hàng thuộc loại thời trang. Thông tin gồm mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, đơn giá. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có mặt hàng là mã thông tin, mã mặt hàng, tên mặt hàng. Như vậy thì ở đây hàng hóa tức là mã hàng hóa, tên hàng hóa đấy các bạn. Mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính, giá. Ok, như vậy thì ở đây là chúng ta đã lấy ở bên này hết 4 cái trường này rồi. Còn cái trường loại hàng thì nó sẽ có ở bên này, mã loại, tên loại, mã loại tương ứng với loại ha, để liên kết khối ngoại đó, rồi đến tên loại. Như vậy thì chúng ta sẽ nối hai bảng, các bạn có thể dùng Where hoặc có thể dùng InDesign thì các bạn nối. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ select select sao trước đi, from from hàng hóa rồi chấm phẩy lên đây, chúng ta mới lấy ra từng cái trường tương ứng nè, mã mặt hàng, mã hàng hóa, phẩy tên hàng hóa, phẩy đơn vị tính, đơn vị tính, phẩy đơn giá. Và chúng ta sẽ có thêm một bảng nữa là bảng loại hàng. Như vậy chúng ta sẽ in zone loại hàng, in zone loại hàng, on điều kiện là hàng hóa chấm loại, hàng hóa chấm loại bằng loại hàng chấm mã loại. Rồi ở dưới này, ở trên này chúng ta có tên, tên loại. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ thông tin rồi nhé, tên loại đúng không nào. Rồi và có một yêu cầu nữa là chỉ xuất loại hàng thời trang thôi, chứ không phải là xuất hết. Trong này nó có đồng phục, có thời trang trẻ em và có rất là nhiều loại. Như vậy thì chúng ta sẽ thêm một điều kiện ở chỗ này nữa, với where tên, tên loại sẽ like thời trang, like thời trang. Ok, như vậy chúng ta sẽ xuất ra những cái thời trang thôi, còn những loại khác thì chúng ta không xuất. Rồi các bạn cố gắng xem video của thầy và sẽ phân tích và tự gõ nhé, tự tự làm để khi mà giáo viên chấm các bạn còn tự tin là mình có thể biết được và mình lấy điểm, và sau này các bạn có thể sử dụng kiến thức này để đi làm đó, sử dụng kiến thức này để đi làm chứ không đơn giản là một bài assignment nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn xem cái câu số 2.